Các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được duy trì ổn định cả chiều xuất và nhập, hoạt động xuất nhập cảnh tiếp tục có chiều hướng tăng lên. Đây là những nhận định chung được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Ban Quản lý Khu Hợp tác Kinh tế Biên giới Malifor, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đưa ra tại buổi hội đàm quý 1 được tổ chức vào ngày 25 tháng 3. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2024 tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Thiên Bảo đạt 38 triệu đô la Mỹ, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng khách du lịch đến tham quan cửa khẩu có chiều hướng tăng dần. Cư dân biên giới hai bên thường xuyên qua lại hàng ngày để giao lưu, trao đổi hàng hóa, tạo không khí nhộn nhịp sôi động. Trung bình mỗi ngày có khoảng 700 lượt người xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã có hơn 57.000 lượt người và 3.600 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Trên tinh thần cởi mở, tại buổi hội đàm, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Ban Quản lý Khu Hợp tác Kinh tế Biên giới Malifor, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy tham mưu cấp có thẩm quyền để nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để công trình giao thông qua biên giới khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Thiên Bảo, phối hợp với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu sớm công bố các quy định liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt-Trung, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải của hai bên sớm khai thác các tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đã được khai thông, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Việt-Trung, đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các loại hàng hóa của doanh nghiệp địa phương, tiếp tục nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền về việc mở cặp chợ biên giới tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Thiên Bảo để tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới giao lưu và trao đổi hàng hóa, thụ hưởng các chính sách thương mại biên giới. Hai bên phối hợp triển khai thành lập khu thử nghiệm du lịch biên giới. Tại buổi hội đàm, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ với nội dung tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, thực hiện tốt cơ chế hội đàm định kỳ luân phiên, nâng cao hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, thúc đẩy giao thương, xây dựng hạ tầng khu vực cửa khẩu.